Ghi lại sự linh cảm của Địa Tạng Bồ Tát, thời đại Luân Tử đã chuyển sang thời đại Thái Không, người người đều nương vào khoa học. Giả như có người trở lại nói về chuyện tín ngưỡng, linh cảm, nhất định sẽ có người nói anh ta lạc hậu, thậm chí nói anh ta là Đông Hồng tiên sinh. Đúng vậy, có chắc là khoa học có thể giải quyết mọi vấn đề không? Nhân loại chỉ cần nương vào khoa học là có thể sinh sống được rồi ư? Con người không phải là máy móc, không thể ứng dụng các nguyên lý khoa học khiến họ chỉ y vào các phép tắc nhất định, các quy luật chuyển động thì đó là nói quá rồi vậy. Sự gặp gỡ của con người trên thế giới này là một sự huyền diệu, không có thể đo lường nổi. Nếu chỉ nhờ vào định lý của khoa học thì khó có đáp án về sự sống chết. Vì thế, không kể thời đại diễn tiến biến hóa thế nào, tín ngưỡng tôn giáo vẫn chiếm phần quan trọng nhất trong sinh hoạt loài người. Sự tích linh cảm của Bồ Tát cũng không phải cho chúng ta dễ dàng phủ nhận. Bây giờ, tôi ghi lại một câu chuyện cũ xảy ra trong thời gian gần đây. Chúng tôi đã đích thân kiểm chứng về sự thật của nó. Chúng ta có thể qua sự linh ứng bất khả tư nghị của câu chuyện mà thấy được thần lực vĩ đại của Bồ Tát và sức mạnh tín ngưỡng, để từ đây phát tâm tín nguyện lớn, cung kính lễ bái, tăng trưởng phước huệ, sớm chứng Bồ Đề. Chuyện kể rằng, ở làng Hòa Bình, huyện Đài Trung, có thôn Tự Do là một thôn làng ở trên núi, cư dân đa số là đồng bào dân tộc. Trong núi cao rừng sâu này lại có một tòa miếu thờ Địa Tạng Bồ Tát, đã làm cho cảnh sắc của vùng cao nguyên này thêm đẹp và trở thành một nơi hiếm thấy. Nguyên nhân của tòa miếu này là từ một câu chuyện rất là bi thương đầy huyết lệ. Đó là năm Dân Quốc thứ 16, Chiêu Hòa năm thứ 2. Vào mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía khoe sắc khắp nơi. Bất ngờ một trận gió nóng, thấu xương, thổi đến gây nên bệnh ôn dịch, tung hoành cùng khắp làng Hòa Bình, bây giờ gọi là thôn Tự Do, bộ lạc Trúc Lâm, khiến cho hầu hết dân cư bị tiêu diệt, chỉ có một người may mắn thoát chết. Bây giờ là ông Ngô Thiên Sanh, 47 tuổi, ở thôn Tự Do, người địa phương. Bấy giờ là thời của chính phủ Nhật Bản, để siêu độ cho tất cả hương linh trong nạn ôn dịch, người ta đã lập một tòa miếu thờ Địa Tạng Bồ Tát, thỉnh một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát cao hơn 3 mét. Ngày 12 tháng 12 năm Dân Quốc thứ 16, lại đến chùa Đài Trung thuộc tông Tào Động, thỉnh trụ trì và tăng chúng cử hành đại lễ khai quang pháp hội long trọng ở Phụng Châu. Sau pháp hội này, dưới sự gia hộ và độ trì của Bồ Tát, cả làng núi này khôi phục được nguyên khí và dần dần phồn vinh trở lại. Thời gian qua rất nhanh, Hoài Bảo trở về tổ quốc từ hải đảo. Đồng bào ở đất núi nhờ sự quan tâm đặc biệt của chính phủ cùng với sự nỗ lực của chính mình, sinh hoạt mỗi ngày một tốt đẹp. Tuy nhiên vài năm trước, Thiên Chúa Giáo lấy vật chất tư bản với danh nghĩa giúp đỡ đã hướng đến đồng bào ban phát bột mì, quần áo để truyền đạo. Dân làng không biết đó là chiến thuật câu mồi của họ, nên một số lớn đã quay theo Thượng Đế. Miếu Địa Tạng trước đây được tôn sùng lễ bái, nay theo ngày tháng đổi dời, những cột trụ đã siêu vẹo, khiến tòa miếu như muốn sụp đổ. Bấy giờ có các hộ dân ở đồng bằng cùng canh tác với đồng bào núi như Ngô Thạnh Kim, Ngô Sĩ Quân, Ngô Sĩ Thành. Các huynh đệ phát khởi trùng tu tòa miếu, quyên góp 10.000 đồng. Không đầy một năm đã tu bổ, khôi phục lại tòa miếu đẹp đẽ tráng lệ như xưa. Định ngày mồng 5 tháng 8, Dân Quốc năm thứ 51 để làm lễ trùng hiến Lạc Thành. Do đó, họ đến chùa Thọ Tuyền ở thôn Trúc Sâm, làng Đông La, huyện Miêu Túc để thỉnh mời chúng cư sĩ chuyên làm các Phật sự về tổ chức pháp hội Lạc Thành. Lãnh đạo của chúng cư sĩ lo Phật sự là lão tiên sinh Huỳnh Đảnh Hoa, đã 81 tuổi, và các thành viên Trần A Hán, Lại Nhân Phú, Khâu A Khô, Lại Tú Phước, Khâu Thủy Khôn, Lại Thôn Thượng, Lại Điền Phước, tất cả đều ở thôn Đồng La, Lê Mộc Thạnh, Khâu Sanh Sơ, Hồ Diễm Quang, trú ở làng Tam Nghĩa, tất cả hơn 10 người, cùng ở thôn Tự Do. Tại thôn cũng đưa vào thêm vài người để đủ số hành lễ. Sau ngày pháp hội viên mãn, bọn họ định ở lại một đêm,
mùng 6 tháng 8 rồi mới trở về. Ai ngờ, đêm đó bão táp đến, mưa gió cuồn cuộn, đến sáng ngày thì vạn vật ngổn ngang, đường đi không được, các nơi trong tỉnh thiệt hại nặng nề. Bây giờ, vài người muốn phá núi mở đường để đi về, thế nhưng cầu bị trôi mất, lui cũng không được, chỉ còn cách ở tạm nơi miếu địa tạng. Hy vọng ngày mai tình huống sẽ khá hơn để trở về. 7 ngày trôi qua mà nước vẫn không rút, ai cũng sầu muộn, nhìn nhau mà không nói, không biết bao giờ mới tốt được. Chẳng làm sao được, mọi người đều đến trước tượng Địa Tạng Bồ Tát, cầu Bồ Tát từ bi gia hộ, khiến cho chúng con được bình an trở về. Cầu nguyện xong, mọi người quyết định vượt gian khó lên đường. Cách miếu Địa Tạng không xa có cây cầu đá nhỏ, đầu bên này bị nước cuốn trôi hơn 10 dặm. Trừ phi dùng tre trúc lớn để làm tạm một cái cầu nối tiếp, còn không thì không thông được. Trong đoàn có một người rất giỏi bơi lặn, nhảy xuống nước thăm dò thấy sâu hơn cả thước, dòng chảy rất mạnh, phải đi bộ qua một đoạn sông dài hơn 10 thước. Việc này thật không dễ, mọi người lại phải trở lại nhìn nước mà than thở. Bấy giờ, chúng tôi đợi đoàn của tiên sinh Ngô Thành Kim chặt về một số trúc lớn, chuẩn bị làm một chiếc cầu tạm để đại chúng qua sông. Cũng chính lúc này, chúng tôi không hẹn mà cùng ngồi xuống đất, mặc niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát không kể bao nhiêu biến. Thật là kỳ lạ, không đầy 20 phút sau, nước bỗng nhiên rút đi, từ hơn một thước, nước rút chỉ còn khoảng 30 phân. Mọi người kinh ngạc, biết là đã hết nguy hiểm nên vội vàng lội qua sông. Người qua sông sau cùng là tiên sinh 80 tuổi, Huỳnh Lão Bá. Điều kỳ lạ là khi chúng tôi vượt qua hơn nửa đường thì thấy nước bắt đầu dâng trở lại. Phía sau chúng tôi lại có 7-8 của làng Thiên Cẩu cũng theo chúng tôi vượt sông. Khi mọi người đã qua bên kia bình an, cũng chẳng muốn nhìn lại xem nước có dâng nữa không. Mặt khác, khi nhóm của Ngô tiên sinh chặt tre đem về đến bên sông thì không thấy chúng tôi đâu cả. Nước lớn dâng lại như cũ, làm sao chúng tôi có thể sang bên kia được. Sau này mới biết, khi chúng tôi đi không lâu, lúc Ngô tiên sinh trở về bên sông thì nửa giờ trước nước đã dâng cao như cũ không thể đi được. Sự việc kỳ lạ như vậy khiến người khó có thể tin được. Kinh Phật chép, Bồ Tát dùng đủ loại thần lực để cứu khổ nạn cho chúng sanh. Thủy tai là một tai nạn lớn của con người. Nếu hết lòng trì niệm thánh hiệu của Bồ Tát thì sẽ được giải thoát. Trải qua tai nạn lần này, chúng tôi đã chứng thực lời Phật dạy không hư dối. Trừ khi tăng trưởng tâm thành, hết lòng tín niệm, đầu thành lễ bái để báo đáp hồng ân, người đọc tụng kinh văn cũng có thể sanh tâm tín niệm. Nếu mọi người đồng nhất tâm niệm, nguyện lực rộng lớn thì cầu nguyện gì cũng được cảm ứng, đó là thánh hiệu Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trích từ Phật giáo Đài Loan quyển 17, ngày 1 tháng 10 năm 1952. Ha ha ha,